Hello, xin chào các bạn, chào các bạn quay trở lại với kênh Hải Phòng Today. Và hôm nay thì mình mời các bạn cùng mình cập nhật cái tiến độ của cái đường Đông Khê 2. Và trực tiếp đây là cái đoạn đường nút giao Lê Lợi nha các bạn nhé. Vâng, hiện tại trước mắt các bạn đây là cái đoạn từ cuối bờ hồ An Biên và đến nút giao Lê Lợi. Và mình đang đi hướng về cái nút giao Lê Lợi các bạn ạ. Và đây là đoạn đường được trải như áp phan sớm nhất của tuyến đường Đông Khê 2 các bạn ạ. Được trải áp phan đầu tiên, sau đó là đến cái đoạn nút giao An Đà và đến cái nút giao Nguyễn Bỉnh Khiêm. Như các bạn đã thấy trước mặt đây thì các hệ thống dây cáp điện đã được bố trí hết ở đây rồi. Và cái đoạn đường này hiện tại là đang rất là nhộn nhịp các bạn, rất là nhộn nhịp luôn. Các bạn có thể thấy rất nhiều công nhân đang thi công ở đây. Và ở đây thì đang được thi công triển khai cái vỉa hè các bạn nhé, đang lát đá vỉa hè và làm cái bó vỉa hè đấy. Ở trên kia thì cũng khá là nhộn nhịp, mình sẽ quay cái đoạn nút giao này cho các bạn cùng xem. Ở cái phía nút giao Lê Lợi này có cả máy xúc và các công nhân ở đây. Và tất cả những cái đá lát nền cũng như là đá bó vỉa hè thì đang được chất rất là nhiều ở đây rồi. Hiện tại thì cái dự án này đang được tăng tốc rất là nhanh các bạn ạ, để kịp tiến độ hoàn thành đầu năm 2022. Vâng, chúng ta có thể thấy là cái nút giao Lê Lợi hiện tại đang được các công nhân ốp những cái đá vỉa bó vỉa hè này và làm cái mặt nền của cái vỉa hè này. Cái vỉa hè tuyến đường này là rộng 4,5m các bạn nhé, và mặt lòng đường này là rộng đường xe chạy ấy, rộng 15m, và cái giải phân cách đứng ở giữa để trồng cây ấy là rộng 1,5m. Ở những video trước mình đã cập nhật cho các bạn xem thì ở cánh Đồng Ninh có mấy cái nhà đã được giải tỏa rồi các bạn nhé. Hiện tại thì ở đoạn đó chỉ tầm 100m thôi đã được giải phóng mặt bằng và đang làm cái cốt nền rồi, và chỉ trong một vài ngày tới là cái đoạn đó sẽ thông. Và khi mà đã thông rồi thì rất là nhanh các bạn ạ. Mình sẽ có cái video chi tiết để cập nhật cái đoạn đó cho các bạn cùng xem sau đây. Sau khi được làm cái vỉa hè này xong ấy thì chúng ta có thể hình dung được cái tuyến đường Đông Khê 2 này rất là rộng. Lúc chưa có cái vỉa hè này, các bạn có thể thấy cái lòng đường chúng ta nhìn thấy nó khá là hẹp. Nhưng mà khi mà có cái vỉa hè lên rồi ấy, thì chúng ta có thể hình dung được cái tuyến đường Đông Khê 2 này cũng rất là rộng đấy các bạn ạ. Và hiện tại thì mình đã thấy rất là nhiều nhà dân bắt đầu xây dựng rồi các bạn ạ. Rất nhiều nhà dân xây dựng rồi và cái tuyến đường Đông Khê 2 này bắt đầu đẹp dần lên và hoàn thiện dần, thì người ta sẽ bắt đầu chỉnh trang nhà cửa cũng như là xây dựng nhà cửa. Và các bạn đang xem video thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình cũng như là đón xem video mới nhất về cái tiến độ dự án ở Hải Phòng nhé. Dự án Đông Khê 2, cầu Dòng 1 và đường máng nước cũng như là dãy công viên trung tâm huyện An Dương sẽ được kênh Hải Phòng Today là thường xuyên cập nhật cho các bạn cùng xem. Và hiện tại thì ở trung tâm thành phố có hai cái dự án nghìn tỷ, đó chính là cái dự án đầu tiên là chúng ta đang được xem đây là cái dự án tuyến đường Đông Khê 2. Dự án thứ hai đó chính là cái dự án cầu Dòng 1 các bạn ạ. Dự án cầu Dòng 1 thì hiện tại cũng đang được triển khai rất là nhanh và gấp rút hoàn thiện, là đầu năm 2022 sẽ được thông xe kỹ thuật. Và chúng ta có thể là nhìn thấy được cái tốc độ của việc thi công cầu Dòng 1 như thế nào rồi bằng những cái hình ảnh video được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội hàng ngày về cái cầu Dòng 1 được đang dần được hoàn thiện. Và hiện tại thì các bạn có thể di chuyển qua đường Đông Khê 2 mới này để ra từ Lê Lợi và ra nút giao Nguyễn Bỉnh Khiêm được rồi các bạn nhé. Chỉ vướng mắc ở cái chỗ cuối cái đường dọc hồ An Biên ấy, để ra cái nút giao An Đà thì còn một đoạn, thì chúng ta vẫn có cái đường mòn bên cạnh để chúng ta di chuyển qua để cái nút giao An Đà. Nếu như các bạn mà không sợ khói bụi ấy, hoặc sợ bẩn ấy, thì các bạn có thể di chuyển qua cái tuyến này cũng được, không có vấn đề gì cả. Mình đã di chuyển rất là nhiều qua cái tuyến này rồi. Và cái đoạn dọc bờ hồ An Biên ấy thì cũng được trải đá cũng như là lưu nền rất là bóng mịn rồi, nên là chúng ta có thể dễ dàng di chuyển. Thì mình sẽ di chuyển xuống dưới kia để quay cập nhật cái tuyến vỉa hè này cũng như là cái đoạn đường này cho các bạn cùng xem nhé. Ở đây thì đã chất rất là nhiều đá và gạch để lát nền cái vỉa hè này rồi này các bạn này. Toàn bộ cái bó vỉa hè thì đã được làm ok hết rồi các bạn nhé. Đây người ta đã đổ bê tông hết rồi và những cái hố ga này và cái trụ điện đây các bạn này. Cái trụ này để lắp đèn chiếu sáng đây. Tất cả cái mặt nền của cái vỉa hè này ở đây thì đã được dần hoàn thiện và đã có đoạn được ốp đá rồi các bạn nhé. Ở phía trên kia đang ốp đá kìa, mình sẽ đi mình quay cho các bạn xem
cái màu đá, màu gạch đá của cái vỉa hè đường Đô Quy 2 nghìn tỷ này như thế nào các bạn nhé. Vâng, ở phía bên kia thì nhà dân bắt đầu xây dựng rồi, người ta đã máy xúc đã múc đất làm móng rất là nhiều rồi. Và mình tin chắc là chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, sau khi cái tuyến đường Đông Khê 2 được thông xe và hoàn thành ấy, thì tất cái đoạn này ấy, thì rất là nhộn nhịp và rất là nhiều nhà được xây dựng cũng như là chỉnh trang và sửa chữa ở đây. Tại vì cái đoạn này là cái đoạn đất vàng của cái tuyến đường này rồi, rất gần giáp với lại cái đường Lê Lợi và nơi cái tuyến đường mà sầm uất nhất. Ở đây thì chắc chắn là sẽ mọc lên rất là nhiều các cửa hàng cũng như là các quán ăn, quán uống. Vâng, và cái đoạn trên này thì đang được chảy đá và ốp đá rồi các bạn nhé. Các bạn có thể thấy được cái màu gạch đá của cái tuyến đường vỉa hè Đông Khê 2 này. Cái đoạn này đang được các công nhân thi công là ốp đá đây các bạn này. Và theo như mình đã nói thì cái đoạn nút giao Lê Lợi này đến cuối bờ hồ An Biên là sẽ được là cái đoạn được hoàn thành sớm nhất và hoàn thiện sớm nhất của cái tuyến đường Đô Quy 2. Và mình đã đi qua cái đoạn từ An Đà cho đến Nguyễn Bỉ Khiêm thì hiện tại vẫn chưa có cái động thái gì nó nhiều cả ở đấy. Vẫn là chảy như áp phan và hầu như là chưa thấy thi công mạnh mẽ gì ở đấy cả. Hiện tại chỉ có cái đoạn dọc bờ hồ An Biên và cái đoạn nút giao Lê Lợi này là đang được triển khai rất là nhanh và cũng như là rất là đông công nhân thi công hoàn thiện ở đây. Và phía trước các bạn đây là cái bờ hồ An Biên và đây là cái đoạn cuối của cái nút giao Lê Lợi và cho đến cuối bờ hồ An Biên ở đây. Và mình cũng xin phép được dừng video lại tại đây. Hẹn các bạn ở video sau, mình sẽ quay trở lại cái đoạn đường này để cập nhật cái tiến độ dự án này cho các bạn cùng xem nhé. Hẹn các bạn ở video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.